Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp đực man các bạn à, một cặp đực man Mỹ à, và một con đực 3B muối tiêu. Đây là cặp đực man này các bạn. Cặp này thì chủ báo giá là 38 triệu các bạn. Chân móng nó hoàn thiện nè bạn. Đó. Sải tích thì nghiêm chỉnh. Đó. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đòn dài man này dạng man lở nha các bạn. Chân móng nè hoàn thiện hết các bạn. Dải đen khui. Đó. Lưng thẳng băng đòn dài, dải đen. Đó, xương nè, vàng xương cối nè các bạn. Đó. Giá 38 triệu bạn, giá 38 triệu. Đây, con tiếp theo. Yểm nè, yểm dầu nghiêm chỉnh tay lớn nè các bạn thấy không? Sải tích nghiêm chỉnh bạc gu, đòn dài. Đó, bạc gu đòn dài, chân móng đi hoàn thiện. Đây, dàn chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đó. Yểm dầu nghiêm chỉnh gu bạc nè các bạn. Đó, giá là 38 triệu các bạn, 38 triệu cặp được man này các bạn. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đòn dài gu bạc nè. Yếm dậu rồi nghiêm chỉnh các bạn thấy không? Trong đuôi một chùm. Chân móng móng sò. Đó, tai lớn. Đó, gu bạc. Đòn dài yếm dậu nghiêm chỉnh. Giá là 38 triệu cặp đực man này các bạn. 38 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, xe lưng nè. Xe mặt đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, dàn chân móng nè. Đó, chân móng là móng sò, xương xương cối các bạn. Xương xương cối. Đó, bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cặp đực man trước nha các bạn. Đây. Đo cận cảnh cặp đực man trước nè các bạn. Đây, con này. Cao 1m15 bò các bạn. Đó, cao 1m15 bò này các bạn. Ngay xế lưng là cao 1m15 bò. Đó, phía sau đít là cao 1m22 bò. Lưng thẳng băng, tai lớn, bạc gu, chân móng hoàn thiện. Ngay xế lưng là cao 1m15 bò. Đó, cặp này chủ báo giá là 38 nha các bạn. Đây, con kế tiếp. Đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Đây ngay xe lưng nè. Cao 1m17 bò các bạn. Cao 1m17 bò. Đó, cao 1m17 bò nè các bạn. Sau đít nè. Cao 1m24 bò. Giá 38 triệu các bạn, giá 38 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, sải tích nghiêm chỉnh đòn dài. Con này ngay xích lên cao 1m17 bò các bạn. Cao 1m17 bò. Đó, chân móng đều hoàn thiện nè. Móng sò nè. Xương xương cối. Cao 1m17 bò. Đó, còn con này thì cao 1m15 bò. Giá 38 triệu bạn. Giá 38 triệu. Đó, sải lưng sẽ mặc đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đây. Đây là con 3B. Mũi tiêu. Lưng một lưng. Dài hở. Đó. Dàn chân móng nó hoàn thiện nè các bạn. Đít nè. Đít một đít. Đầu đít bằng y các bạn ơi. Lưng một lưng nè. Đây. Con 3B mũi tiêu này thì chủ báo giá là 22 triệu các bạn. 22 triệu. Lai sâu các bạn. Chân móng nè. Đó, xương cũng cực kỳ cối các bạn. Đít nè. Trồng quay hai cái ta đít các bạn không. Lưng thì bằng nghiến. Dài hở. Đó, đòn dài. Chân móng đều hoàn thiện. Đây dàn chân móng nè. Đều hoàn thiện hết các bạn. Giá 22 triệu con 3B này các bạn. 3B lẻ này giá 22 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đít nè. Con ngắn muối luôn các bạn không.
lưng thì thẳng, đòn thì dài. Lưng thì thẳng, đòn thì dài các bạn. Chân móng thì hoàn thiện. Đó, dai thì hở các bạn. Đó, cái đòn cực kỳ dài luôn các bạn không? Giá 22 triệu các bạn. Giá 22 triệu. Và bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Đo cận cảnh cho anh em thấy luôn. Đây. Đây các bạn. Đây, con này cao. Cao 1m8 bò các bạn. Chính xác luôn, cao 1m8 bò. Đó. Sau đít là cao 1m12 bò. Đó. Giữa lưng thì cao 1m08. Sau đít là cao 1m12, giá là 22 triệu các bạn, giá là 22 triệu. Đó. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình các bạn. Đực 3B. Mũi tiêu, đít đít nè, hai tạ đít nè. Giá là 22 triệu cao 1 22 triệu cao 1m08 bò. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.